Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình hôm nay của chúng tôi gồm có các nội dung chính sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ an sinh xã hội trong tháng 8 và tháng 9 cho các trường hợp khó khăn. Trung tâm hồi sức tích cực lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long đi vào hoạt động. Kiến nghị không bắt buộc khai báo di biến động dân cư đối với công viên chức nhà nước. Thưa quý vị, Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các quận, huyện và thành phố Thủ Đức khẩn trương rà soát các trường hợp khó khăn để hỗ trợ an sinh xã hội trong tháng 8 và tháng 9 năm 2021. Việc này nhằm đảm bảo an sinh xã hội tại thành phố trong thời gian tiếp tục giãn cách xã hội và giúp người dân yên tâm. Theo đó, 21 quận, huyện và thành phố Thủ Đức phải khẩn trương rà soát các trường hợp công nhân lao động, học sinh, sinh viên, những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn để tiến hành hỗ trợ tiền nhà trọ, lương thực, thực phẩm, không để ai bị thiếu đói. Thành phố cũng triển khai hỗ trợ gói an sinh xã hội bằng tiền mặt, thực hiện trong tháng 8 và tháng 9 năm 2021. Thêm vào đó là chuẩn bị 1 triệu túi an sinh để sẵn sàng hỗ trợ người dân gặp khó khăn. Đồng thời, thành phố cũng yêu cầu các địa phương tổ chức để bà con tiêm vaccine ngừa COVID-19. Còn về phần các doanh nghiệp, tính đến ngày 14 tháng 8, hệ thống ngân hàng chính sách xã hội đã phê duyệt 274 hồ sơ đề nghị vay vốn của người sử dụng lao động với số tiền hơn 170 tỷ đồng. Số tiền này để trả lương cho hơn 48.800 lượt người lao động. Ngoài ra, đến ngày 14 tháng 8, ngân hàng chính sách xã hội còn giải ngân gần 164 tỷ đồng cho 262 người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất cho gần 47.000 lượt người lao động. Bắc Giang vẫn là địa phương cho vay cao nhất. Đây là những hỗ trợ các doanh nghiệp vay vốn theo quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng đang tích cực giải ngân cho các đề nghị vay vốn đã phê duyệt, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về việc thực hiện nghị quyết này. Sáng nay, Trung tâm Hồi sức tích cực điều trị COVID-19 lớn nhất miền Tây đã bắt đầu đi vào hoạt động. Được đặt tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, Trung tâm sẽ tiếp nhận các bệnh nhân nặng và nguy kịch từ thành phố Cần Thơ và các bệnh viện tuyến dưới ở đồng bằng sông Cửu Long chuyển đến. Đây là một trong 12 trung tâm hồi sức tích cực quốc gia được Bộ Y tế thành lập trong cả nước. Trung tâm có quy mô 200 giường, nằm biệt lập với các khu vực điều trị khác của bệnh viện. Trung tâm cũng được trang bị hệ thống máy móc, trang thiết bị đầy đủ để điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng. Các kỹ thuật chuyên sâu như ECMO, lọc máu liên tục, máy thở đều được chuẩn bị kích hoạt. Để phục vụ cho công tác điều trị tốt nhất, bệnh viện đã lắp đặt một bồn oxy 20 mét khối để phục vụ riêng cho trung tâm hồi sức. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cũng đã huy động ekip bác sĩ, điều dưỡng dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực hồi sức tích cực và chống độc và nhân lực từ các khoa chuyên môn sâu để phục vụ cho công tác cấp cứu điều trị tại trung tâm. Tại các tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long, số ca nhiễm đang gia tăng, trong đó nhiều bệnh nhân chuyển nặng trong khi cơ sở y tế điều trị chưa thể đáp ứng. Trong khi đó, tại thành phố Hồ Chí Minh, khi số lượng ca mắc COVID-19 tăng cao cũng là lúc các bệnh viện quá tải. Điều này khiến cho 3 tầng cuối điều trị gần như hoạt động hết công suất. Thành phố đang tập trung điều trị cho bệnh nhân nặng. Hiện thành phố Hồ Chí Minh có 51 bệnh viện tầng 3 và tầng 4 tiếp nhận và điều trị cho gần 33.000 bệnh nhân F0. Có 4 bệnh viện thuộc tầng 5 điều trị cho 2.000 F0 chuyển nặng, trong đó 1.600 ca phải thở máy. Đến thời điểm này, 3 tầng cuối cùng điều trị COVID-19 tại thành phố đang hoạt động hết công suất. Bây giờ chúng tôi 3 bác sĩ để theo dõi 160 bệnh nhân. Trong đó có thêm 4 hoặc 6 điều dưỡng hỗ trợ. Bệnh nhân quá nhiều thì lúc đó chúng ta bắt buộc phải chen giường vào để mà tăng cái số giường điều trị lên. Ngành y tế đang tập trung rút ngắn quy trình nhằm có thêm không gian tiếp nhận điều trị bệnh nhân. Ngoài ra, thành phố sẽ chuyển thêm 3 bệnh viện dã chiến sang tầng chuyên điều trị. Dự kiến cuối tháng 8 này sẽ có thêm 1.000 giường điều trị bệnh nhân nặng. Sự quá tải cũng gây ra tình trạng thiếu hụt trang thiết bị y tế để cứu sống bệnh nhân viêm đường hô hấp trở nặng. Các bác sĩ tại Bệnh viện Quân y 175 đã quyết định chia một máy ECMO cho 2 F0 cùng sử dụng. Sáng kiến cũng mở ra hướng điều trị mới. Sản phụ mắc COVID-19 nặng được chuyển đến Bệnh viện Quân y 175 ở mức độ nguy kịch, được các chuyên gia chỉ định can thiệp ECMO. Tuy nhiên, hai máy ECMO tại bệnh viện đã cho 2 ca F0 khác sử dụng. Trước tình huống này, các bác sĩ đã quyết định dùng chung một máy ECMO cho 2 người bệnh, trong khi thông thường máy chỉ sử dụng cho một người. Chúng ta đã chạy một cái máy Terumo mà để ở trên 2 cái người bệnh. Cái SV2 ở ngoài lúc trước, ấy, ở cái chỗ 80-85 thì sau khi làm nó lên ngay. Và chúng tôi đã chuyển ngay cái chế độ thở của người bệnh
sang cái chế độ chỉ cần thở bảo vệ phổi. Theo các bác sĩ, sáng kiến này mở ra việc cứu chữa được nhiều bệnh nhân COVID-19 nặng hơn nữa. Đặc biệt với những bệnh nhân cần đến kỹ thuật oxy hóa máu qua màng cơ thể trong điều kiện máy ECMO không có nhiều. Chuyển sang các thông tin khác, đầu giờ chiều nay, 16 tháng 8, Bộ Giáo dục Đào tạo công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2. Trong khi đó, tính đến thời điểm này, trên cả nước đã có 71 trường đại học, học viện công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo các phương thức xét điểm học bạ, đánh giá năng lực hoặc xét tuyển kết hợp. Theo ghi nhận, điểm chuẩn xét học bạ ở nhiều trường năm nay tăng từ 0,5 đến 1 điểm rưỡi. Bên cạnh nhóm ngành trường có điểm chuẩn xét tuyển theo phương thức học bạ ở mức cao, thì cũng có nhiều trường lấy điểm chuẩn học bạ ở mức trung bình. Học sinh chỉ 5-6 điểm một môn đã trúng tuyển nhiều trường đại học. Một diễn biến liên quan, sau khi Bộ Giáo dục Đào tạo điều chỉnh lịch tuyển sinh đại học, hàng loạt trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh đã thông báo lùi thời gian xác nhận nhập học với thí sinh đã trúng tuyển các phương thức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển bằng điểm học bạ trung học phổ thông để tạo điều kiện cho thí sinh. Các trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn kéo dài thời gian xác nhận nhập học ngày 22 tháng 8 với thí sinh đợt 1 và ngày 3 tháng 9 với thí sinh tốt nghiệp đợt 2, thay vì ngày 10 tháng 8. Các trường đại học khác như Đại học Tài chính Marketing, Kinh tế, Sư phạm, Công nghiệp, Giao thông Vận tải cũng điều chỉnh thời gian nhập học vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9. Năm nay, nhiều địa phương đang trong thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội. Các nhà sách trên địa bàn đều phải đóng cửa, nên nhiều học sinh chưa có sách giáo khoa. Theo tiến độ mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đề ra, việc phát hành sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 7. Nhiều nơi, học sinh vẫn chưa có sách, trong khi năm học mới cận kề. Tại Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản gửi Sở Giao thông Vận tải thành phố, đề nghị tạo điều kiện để các phương tiện vận chuyển được chở sách về các trường học để sách sớm đến tay học sinh. Tiếp theo trong chương trình, số ca mắc COVID-19 mới tăng đột biến do biến thể Delta. Nhiều nước đẩy mạnh tiến độ tiêm chủng, thậm chí cho phép tăng liều. Chai nước thân thiện môi trường có thể gấp lại và phát hiện vi khuẩn trong nước. Chương trình xin được tiếp tục với các thông tin quốc tế. Nền kinh tế Nhật Bản đã bất ngờ tăng trưởng trở lại trong quý 2 vừa qua. Điều này xảy ra bất chấp tình trạng khẩn cấp lần thứ 3 được ban bố tại 10 tỉnh thành trong gần 2 tháng do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Trong quý 2, tổng sản phẩm quốc nội GDP thực tế của Nhật Bản tăng 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 0,3% so với quý trước đó. Nguyên nhân là nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của hoạt động xuất khẩu và nhu cầu tiêu dùng cá nhân với các mức tăng lần lượt 2,9% và 0,8%. Đây cũng là quý thứ tư liên tiếp xuất khẩu của nước này tăng, nhưng là quý đầu tiên chi tiêu dùng cá nhân phục hồi trở lại. Điều khiến giới chuyên gia kinh tế ngạc nhiên là chi tiêu dùng cá nhân không bị ảnh hưởng bởi tình trạng khẩn cấp lần thứ 3. Dự báo, tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản trong quý 3 sẽ gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch, song sẽ phục hồi mạnh mẽ trong quý 4 nhờ chiến dịch tiêm chủng vaccine. Trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 mới tăng đột biến do biến thể Delta, nhiều nước trên thế giới đã đẩy mạnh hơn tiến độ tiêm chủng, thậm chí cho phép tăng liều tiêm đối với những người miễn dịch yếu. Ngày 15 tháng 8, Cơ quan Y tế Serbia đã cho phép tiêm liều vaccine ngừa COVID-19 thứ 3 cho những người có hệ miễn dịch yếu, đội ngũ nhân viên y tế và những người đã được tiêm vaccine ít nhất 6 tháng trước. Đến nay, quốc gia này đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho hơn 50% trong tổng số dân khoảng 7 triệu người. Còn tại Canada, chính phủ liên bang sẽ sớm yêu cầu tất cả những người làm việc trong lĩnh vực công hay các doanh nghiệp đều phải đi tiêm chủng do lo ngại sự lây lan của biến thể Delta. Ở Nhật Bản, nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, thuốc điều trị và các biện pháp dự phòng trước các bệnh truyền nhiễm mới, nước này đã thành lập một ngân hàng dữ liệu về bệnh nhân mắc COVID-19. Ngân hàng này bước đầu sẽ thu thập các thông tin về mẫu máu, bộ gen của virus SARS-CoV-2, triệu chứng bệnh và phương pháp điều trị của 10.000 người. Các thông tin thu thập được sẽ phục vụ công tác nghiên cứu. Một mẫu máu của loài hươu đuôi trắng Mỹ lấy năm 2019 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Đây là nghiên cứu mới của các nhà khoa học chính phủ Mỹ. Trung tâm nghiên cứu động vật hoang dã quốc gia Mỹ cũng tìm thấy 3 mẫu dương tính ở loài hươu vào tháng 1 năm 2020, thời điểm mà virus SARS-CoV-2 vừa mới được xác định tại Trung Quốc. Nhóm nghiên cứu cho biết những mẫu máu này được thu thập vào thời điểm sơ khai của đại dịch COVID-19 từ các quần thể hươu hoang dã tại nhiều vùng khác nhau của Mỹ.
Một cuộc khảo sát quy mô lớn khác do Bộ Nông nghiệp Mỹ tiến hành vào đầu năm nay từng cho thấy gần một nửa số hươu đuôi trắng trong tự nhiên có thể lây nhiễm virus SARS-CoV-2. Ở một số khu vực, tỷ lệ lây nhiễm lên tới 100%. Thực tế, nhiều trường hợp động vật bị nhiễm SARS-CoV-2 đã được ghi nhận trên khắp thế giới, nhưng chúng là vật nuôi sống gần người và chỉ có kết quả dương tính sau khi phát hiện thấy COVID-19 ở người. Cho đến nay, nguồn gốc của đại dịch COVID-19 vẫn còn là một câu đố bí ẩn đối với giới nghiên cứu và các nhà lãnh đạo quốc tế. Hầu hết các nhà khoa học nói rằng COVID-19 có nguồn gốc từ tự nhiên, nhưng bằng chứng vẫn còn ít ỏi. Hai nữ kỹ sư ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cùng với một đồng nghiệp Tây Ban Nha đã sáng chế một loại chai nước thân thiện với môi trường. Các chai này có thể làm từ vật liệu ít ảnh hưởng đến môi trường và có khả năng phát hiện vi khuẩn trong nước. Amina Al-Ali là một trong số các thành viên của dự án. Nhận thức rõ về mức độ nghiêm trọng của rác thải nhựa, nên cô cùng với hai đồng nghiệp Ruwaya và Angela đã sáng chế ra chai nước này. Chúng tôi nhận thấy rằng nhiều người thích sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần vì tiện dụng. Các chai này có thể được gấp gọn và bỏ vào trong túi hoặc ba lô, thích hợp cho các vận động viên, học sinh và khách du lịch. Chai gấp được làm bằng chất liệu thân thiện môi trường và có thể tái chế. Ngoài ra, nó còn được gắn một cảm biến ở nắp chai để phát hiện vi khuẩn trong nước nhằm đảm bảo vệ sinh. Sản phẩm này từng giành chiến thắng tại một cuộc thi sáng tạo ở thành phố Masda. Đây là cộng đồng dân cư đặt yếu tố xanh lên hàng đầu với những giải pháp về năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng nhằm hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Việc tiết kiệm nước, giống và cả sức người ở mức tối ưu là các đặc điểm then chốt của nền nông nghiệp tương lai. Tại Hungary, các chuyên gia nông thủy sản đang thực hiện dự án thủy canh để đánh giá tính hiệu quả khi con người và robot cùng kết hợp làm việc. Cánh tay robot đang phụ trách chăm sóc tháp thủy canh. Chỉ cần gõ vài phím, hệ thống sẽ cấy cây mới hay lấy chúng khỏi giá thể. Tính an toàn khi kết hợp công việc giữa người và robot là điều được quan tâm nhiều nhất của dự án. Ngoài ra, dự án còn nghiên cứu sản xuất nông nghiệp trong tương lai khi tài nguyên nước bị giới hạn. Hệ thống thủy canh đã đưa nước mang theo chất dinh dưỡng chảy tuần hoàn. Hệ thống này tiết kiệm lượng nước từ 90 đến 95% so với cách làm nông nghiệp truyền thống. Robot thủy canh cần nhiều chuyển động xoay. Các chuyên gia sẽ phân tích các quy trình tự động, tìm điểm tối ưu để con người can thiệp. Các điểm trên hệ thống được bố trí nhiều cảm biến, cho phép robot làm việc với các tháp thủy canh. Bên cạnh đó, kỹ sư cũng cải tiến các thiết bị thủy canh để quá trình tự động hóa, chọn lựa hạt giống trơn tru hơn. Tiếp theo trong chương trình, lực lượng công an vận động người dân về quê tự phát trở về nơi xuất phát. Bị xử phạt từ 10 đến 20 triệu đồng vì tổ chức sinh nhật, tụ tập ăn nhậu trong thời gian giãn cách. Trở lại chương trình, thưa quý vị, từ 0 giờ ngày 16 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh bước vào đợt giãn cách mới kéo dài đến ngày 15 tháng 9. Trong thời gian 1 tháng giãn cách này, thành phố cũng cho phép thêm một số đối tượng được hoạt động trong các khung giờ để phục vụ nhu cầu đời sống của người dân. Ngoài các nhóm đối tượng được quy định như trước đây, thành phố cho phép hoạt động thêm đối với các cơ sở sản xuất thực phẩm như bánh mì, tàu hũ, bún, hủ tiếu, các tổ chức hành nghề công chứng, các công ty cung cấp dịch vụ, bảo vệ, bảo trì, sửa chữa, ứng cứu hệ thống hạ tầng trang thiết bị của các cơ quan, tòa nhà, chung cư, bảo hiểm, phòng bán vé máy bay, phòng khám tư nhân. Từ ngày 16 tháng 8, người giao hàng, tức shipper, có quản lý ứng dụng công nghệ cũng được lưu thông vận chuyển hàng hóa thiết yếu liên quận. Ngoài ra còn có những người đi giao nhận hàng hóa của các cơ sở chế biến thực phẩm, cửa hàng bán lẻ lương thực, thực phẩm. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản đề nghị không bắt buộc khai báo di biến động dân cư đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các đơn vị, cơ quan nhà nước. Văn bản gửi Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân Thành phố Thủ Đức và các quận huyện. Theo đó, việc khai báo tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 kéo theo việc tập trung đông người tại một số thời điểm khó đảm bảo yêu cầu khoảng cách tối thiểu. Trong khi đó, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan nhà nước đã phải đeo thẻ công chức và bản phân công công tác để kiểm tra. Do đó, Sở Giao thông Vận tải đề nghị các đơn vị liên quan chỉ đạo lực lượng chức năng chỉ tiến hành kiểm tra thẻ công chức và bản phân công công tác. Tối qua và sáng nay, thưa quý vị, lực lượng công an tại tỉnh Đồng Nai chốt chặn nhiều khu vực để ngăn người dân về quê tự phát qua địa bàn. Toàn bộ những người này sau đó được vận động, hướng dẫn quay về nơi xuất phát theo đúng quy định.
Các chốt chặn được lập tại khu vực Amata, ngã tư Tam Hiệp, ngã tư Vũng Tàu, Tân Hạnh, Tam Phước. Qua đó, lực lượng phát hiện gần 1.000 người trong nhiều đoàn tự phát đi bằng xe máy, xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, đi qua địa bàn thành phố Biên Hòa để về các tỉnh miền Trung, miền Tây và Tây Nguyên. Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai khuyến cáo người dân các tỉnh thành lân cận không về quê một cách tự phát. Tình trạng người dân tự phát về quê cũng diễn ra tại tỉnh Long An vào sáng qua. Lực lượng chức năng Long An phối hợp cùng phía Tiền Giang đã tiến hành chặn dừng phương tiện để kiểm tra. Đến trưa cùng ngày, các mạnh thường quân hỗ trợ cơm nước tại chỗ cũng như phần quà nhu yếu phẩm cho người dân. Qua sự vận động, đến khoảng 17 giờ 20 phút cùng ngày, hầu hết người dân đồng ý trở về điểm xuất phát ban đầu. Chiều hôm qua, tổ công tác phòng chống dịch COVID-19 của công an xã Long Đức, thành phố Trà Vinh đã tiến hành kiểm tra và phát hiện có một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại một phòng trọ ở ấp Sa Bình. Qua làm việc, các đương sự đã thừa nhận lỗi vi phạm. Cả nhóm cho biết muốn tổ chức sinh nhật nên rủ nhau đến phòng trọ để ăn uống. Được một lúc thì bị lực lượng chức năng phát hiện. Công an xã Long Đức đã lập biên bản, đồng thời mời các đương sự về cơ quan công an làm việc. Các đương sự có thể bị xử phạt từ 10 đến 20 triệu đồng về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người. Vụ việc đang được cơ quan chức năng củng cố hồ sơ, đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định. Còn tại Đắk Lắk, Công an phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột đã đề nghị xử phạt nhóm 5 người ăn nhậu rồi quay clip phát trực tiếp lên mạng xã hội giữa lúc đang thực hiện chỉ thị 16. Vụ việc xảy ra đêm 13 tháng 8, công an đã làm rõ được 3 đối tượng và mời về trụ sở làm việc. Hai người còn lại hiện không có mặt tại địa phương và công an đang tiếp tục xác minh. Sau khi được công an giải thích, 3 người trên đã nhận ra việc làm sai trái của mình. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, mỗi người cần nêu cao ý thức, trách nhiệm với cộng đồng để đẩy lùi dịch bệnh, đưa nhịp sống trở lại bình thường. Phần thông tin cập nhật, phải ngồi tù trong hơn 1 năm vì tấn công người thi hành công vụ. Đó là trường hợp của 2 đệ tử lưu linh tại Kiên Giang. Nhậu xong chập 1, 2 người đàn ông kéo nhau về Vuông Tôm để nhậu tiếp tăng 2. Trên đường đi gặp chốt phòng chống dịch COVID-19, họ đã xông vào đánh luôn lực lượng công an đang làm nhiệm vụ. Theo Viện Kiểm sát, khoảng 19 giờ ngày 4 tháng 8, Nguyễn Văn Dương sinh năm 1991 và Nguyễn Văn Khánh sinh năm 1998 cùng 3 người bạn khác tụ tập ăn nhậu. Sau khi tàn cuộc, Dương rủ Khánh và 2 người khác về Vuông Tôm của mình để nhậu tiếp. Trên đường về, 2 ma men trên gặp chốt kiểm soát chống dịch của xã Vĩnh Hòa, huyện U Minh Thượng. Lúc này Dương rú ga nẹt vô. Dù được yêu cầu xuống xe kiểm tra giấy tờ, nhưng 2 người không chấp hành mà còn đánh chửi lực lượng làm nhiệm vụ. Sau đó Khánh và Dương bị các thành viên chốt kiểm soát khống chế bắt giữ. Ngày 16 tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt Nguyễn Văn Dương 1 năm 6 tháng tù và Nguyễn Văn Khánh 1 năm tù về tội chống người thi hành công vụ. Kính thưa quý vị, chúng ta đang trong những ngày cao điểm thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ với quyết tâm và nỗ lực cao nhất nhằm kiểm soát tình hình, sớm đưa thành phố trở lại trạng thái bình thường. Rất mong quý vị trong thời gian này nghiêm túc chấp hành quy định không đi ra đường khi không có việc thật cần thiết, đồng lòng, chia sẻ, hợp tác với các cơ quan có chức năng, đảm bảo việc thực hiện chỉ thị 16 tại thành phố Hồ Chí Minh đạt được kết quả như mong muốn để thành phố thân yêu của chúng ta có lại sự bình yên và an toàn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai.